Chào mừng mọi người đã đến với channel của Bitcoin Việt Nam. Sáng sớm ngày hôm nay thì chúng ta đã nhận được thông tin là CyberConnect đã community sale ở trên Coinlist và mình làm một video này để hướng dẫn mọi người cách để có thể tham gia mua public sale ở trên Coinlist như thế nào. Ở đây thì mình cũng đã có một cái bài hướng dẫn chi tiết về tham gia public sale CyberConnect ở trên Coinlist rồi, nên là mình sẽ đính kèm cái link bài viết ở dưới đây để các bạn có thể theo dõi lại và các cái thao tác nó sẽ dễ dàng hơn nha. Thì để bắt đầu video thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người một chút về CyberConnect là gì. Thì CyberConnect là một dự án thuộc về mảng SocialFi hay hiểu đơn giản là một trong những mạng xã hội hoạt động ở trên Web3. Và CyberConnect đã có hai sản phẩm chính là Link3 và Web3ST. Thì cái Link3 này chính là cái profile Web3 mà chúng ta có thể tạo nên. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể chia sẻ các cái tài khoản của các mạng xã hội khác nhau. Đồng thời thì bạn cũng có thể chia sẻ các cái NFT và các cái content mà mình đã sáng tạo ở trên những cái trang mạng xã hội này. Cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm Web3 Status Token hay còn viết tắt là W3ST. Thì đây là một token tiêu chuẩn ERC721 của CyberConnect. Hiện tại thì đối với những người dùng khi mà đã tham gia vào link 3 hoặc là có sở hữu cái web 3ST thì đều có thể được đặc quyền nhận những cái phần thưởng và cái cơ hội ưu tiên khi mà tham gia mua public sale ở trên CyberConnect. Thì một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người về những thông tin này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút thông tin chi tiết về cái vòng bán public sale của token cyber ở trên Coinlist nha. Hiện tại thì đối với cái vòng public sale này thì chúng ta thấy là tổng cung token là 100 triệu token cyber và khi mà mở bán ở trên Coinlist thì Cyber Connect đã bán 3 triệu token tương ứng với 3% tổng cung với giá bán hiện tại là sẽ bán là 1,8 đô. Thời gian lock cap là 25% sẽ được unlock tại TGE, sau đó thì trả dần trong vòng 6 tháng kể từ quý 4 năm 2023. Và cái số tiền mà mọi người có thể mua tối thiểu là 100 đô và số tiền tối đa mọi người có thể mua là 500 đô. Thời gian bán public sale ở trên Coinlist thì Cyber sẽ được bán qua Coinlist bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2023 Và để có thể tham gia vào chương trình này Thì bạn sẽ cần phải truy cập vào cái đường link đăng ký ở trên Coilist để đăng ký Thời hạn đăng ký sẽ là ngày 15 tháng 5 năm 2023 Thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link này và sẽ cần phải đăng ký tham gia nhé Thì mình sẽ hướng dẫn sau Có một số các cái lưu ý trong khi mà mua public sale ở trên Coilist thì mình thấy là theo cái thông tin từ dự án hiện tại thì dự án sẽ mở bán ở trên Coinlist với số tiền là 1,8 đô một tốc quyền cyber và khi so sánh với vòng gọi vốn Series A thì bạn đã được mua với mức giá thấp hơn ở vòng Series A thì tốc quyền cyber được bán với giá là 3 đô còn ở trên Coinlist thì họ chỉ bán với giá là 1,5 đô một tốc quyền cyber thôi Ngoài ra thì dự án sẽ dành 12% tổng cung để làm phần thưởng cho cộng đồng và trong đó thì 20% phần thưởng sẽ dành cho những cái người mà tham gia đóng góp sớm vào dự án CyberConnect. Và điều kiện để những người tham gia sớm có thể nhận thưởng ở đây là gì? Thì điều kiện là bạn sẽ cần phải nằm trong danh sách hàng đợi ưu tiên khi mà bạn đạt được các yêu cầu sau. Một là bạn sẽ cần phải sở hữu cái CC Profile với Premium Handle cái thứ hai là bạn sẽ cần phải có những cái rank ở trong cái CyberConnect fan club và bạn sẽ cần phải có role ở trong Discord chứng minh là bạn là một trong những người hỗ trợ sớm từ dự án, từ cột mốc là 1k, 10k đến 100k. À, ngoài ra thì bạn sẽ cần phải sở hữu mystery box này hoặc là shard holder. Bạn sẽ cần phải sở hữu NFT từ các sự kiện cộng đồng trước đây. Sẽ có một số sự kiện mà họ sẽ cung cấp cho bạn các cái proof NFT hoặc là cái OAT để chứng minh là bạn sẽ tham gia, ví dụ như là bạn sẽ cần phải có cái prop của sự kiện Let's Cyber Connect Season 1 này hoặc là Community Treasure Hunt này hoặc là Connect 2023 Grand NFT Ngoài ra thì bạn uh, có thể tham gia tài trợ hoặc là đóng góp cho Cyber Connect ở trên Gitcoin thì nếu như mà có các cái điều kiện này thì bạn sẽ được tính là ở trong danh sách hàng đợi ưu tiên và nhận được hai quyền lợi như sau một là bạn sẽ được ưu tiên mua sớm ở trên Coilist và cái thứ hai là bạn sẽ được mua với mức giá rẻ hơn và cụ thể thì cái mức giá như thế nào thì mình sẽ cập nhật sau cho mọi người nhé. Và có một lưu ý là hiện tại thì thời gian snapshot uh, đã hết rồi. Thời gian snapshot của dự án là ngày 26 tháng 4 năm 2023 và dự án đã chọn ra những người đã được nằm trong danh sách hàng đợi ưu tiên rồi. Thế cho nên là bây giờ nếu như mà bạn làm ấy, thì nó cũng sẽ không còn kịp nữa. Thì bạn chỉ có lưu ý với mình là bạn sẽ cần phải check lại xem là mình đã đủ các cái điều kiện này chưa. Và nếu như mà bạn đã đủ rồi thì ở cái phần hướng dẫn chi tiết dưới đây thì mình sẽ hướng dẫn cách bạn có thể liên kết cái ví ở trên Coinlist để xác minh và cũng như là nhận được quyền tham gia mua sớm ở trên Coinlist với token cyber nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cách làm như thế nào để tham gia đăng ký mua public sale cyber ở trên Coinlist. Thì đầu tiên để có thể tham gia public sale ở trên Coinlist thì bạn cần phải có tài khoản Coinlist đúng không? Thì sau khi mà có tài khoản Coinlist thì bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản và KYC bằng hộ chiếu của mình. Sau khi mà tạo xong tài khoản và KYC xong thì mình sẽ truy cập vào cái đường link ở đây. Mình sẽ truy cập vào đường link này. À, đây là đường link bán CyberConnect ở trên Coinlist và tại đây thì bạn sẽ kéo xuống. Bạn sẽ thấy là cái thời hạn đăng ký là ngày 15 tháng 5. Và quá trình sale sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 18 tháng 5 và bạn sẽ bấm register now. Tại đây thì dự án cũng đã hiện ra cái thông tin chi tiết về cái vòng bán public sale ở trên Collist rồi. Thì cái này mình cũng vừa chia sẻ cho mọi người rồi thì mọi người kéo xuống và mọi người chọn register now. Ở đây nha thì bạn sẽ được kết nối với trang chủ để xác minh xem là bạn đã thực hiện đầy đủ các cái bước chưa. Thì một là bạn sẽ cần phải thực hiện xác minh danh tính này cái thứ hai là xác minh hình ảnh này, cái thứ ba là xác minh bằng chứng công dân. À, sau khi mà xác minh ba cái này xong, thì bạn sẽ cần phải làm một cái quiz. thì ở trên cái quiz này sẽ là một uh, list các cái câu hỏi mà đến từ dự án cyberconnect. thì ở trên cái bài viết hướng dẫn của mình ý, thì mình cũng đã hướng dẫn chi tiết cho mọi người từng bước và cách mọi người sẽ trả lời cái quiz đấy như thế nào thì mọi người có thể truy cập vào cái đường link bài viết mình sẽ đính kèm ở phía dưới video này. Mọi người sẽ check những cái câu trả lời ở đây và mọi người tích đúng những cái câu trả lời như thế, tích đúng cái đáp án. Đó. Sau khi tích đúng đáp án rồi thì mọi người bấm cái continue tại đây là được. Và cái bước cuối cùng là bước quan trọng nhất, đấy chính là bạn sẽ cần phải liên kết ví ETH với Coinlist thì cái ví này sẽ là cái ví để xác minh xem là bạn đã phải là người ở trong cái danh sách ưu tiên nhận được những cái điều kiện uh, hỗ trợ đến từ cyber connect và coilis hay không thì bạn nhớ là điền cái địa chỉ ví eth này vào để được dự án duyệt và sau đấy thì bạn sẽ bấm edcolis uh, và sau khi hoàn thiện hết tất cả các bước thì dự án sẽ hiện ra năm cái tích xanh như thế này thì khi mà bạn hoàn thiện hết năm cái tích xanh này là bạn đã hoàn thành xong cái quá trình tham gia uh, đăng ký mua public sale của cyber trên connect và việc tiếp theo của chúng ta sẽ là đợi đợi đến ngày 18 tháng 5 khi mà quá trình sale diễn ra thì mình sẽ bắt đầu tham gia vào mua token ở trên Coinlist và quá trình sale sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 5 thì mình nhớ theo dõi hai cái mốc thời gian này để lúc đến đúng cái giờ này thì mình sẽ tham gia mua và không bỏ lỡ cơ hội mua token cyberconnect ở trên Coilist nhé. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin để hướng dẫn mọi người có thể tham gia public sale cyber ở trên Coilist Hy vọng là các bạn sẽ có thể thực hiện cái quá trình đăng ký tham gia mua thành công. Và nếu như mà các bạn có bất kể một thắc mắc gì thì hãy để lại cho mình một bình luận bên dưới và mình sẽ tham gia để hỗ trợ giải đáp mọi người nhé.